con gái cưng của tôi. Tài ơi, tìm con gái cưng của tôi. Tìm con gái cưng của tôi. Tài ơi, con ơi. Tài ơi. Tài ơi. Ở Đồng mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lấy chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt trên một chuyến xe, một hành trình rất là dài. Không biết quý cô chú chị còn nhớ hai cô chú mà nhận nhầm con ở chị rừng cao su hay không? Thì bữa hôm đó thì hai cô chú có hành trình với Đồng lên rừng cao su để nhận con là chị gái kỳ lạ sống ở rừng cao su, quý cô chú chị. Nhưng mà khi đó thì do qua hình ảnh nên cô chú nhận nhầm con. Nhưng mà cũng nhờ cái duyên cô chú đồng hành cùng với Đồng, thì khi đó cô chú có nhờ Đồng là đăng tải hình ảnh để tìm người con của cô chú thất lạc 8 năm nay. Khi Đồng đăng tải video lên thì hôm qua Đồng nhận được cuộc gọi từ tỉnh Đồng Tháp. Đó nói với Đồng rằng là cô ở xóm thì có thấy một người cô gái giống y chang người con của cô chú đưa lên hình ảnh. Vì vậy thì Đồng rất là vui, Đồng có liên hệ cho cô chú. Hôm nay thì Đồng có thuê một chuyến xe để rước cô chú đi xuống tỉnh Đồng Tháp, quý cô chú chị, để hành trình tìm lại người con gái thất lạc suốt 8 năm nay. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Rồi đi luôn đấy chú ạ, đi luôn đi. Đi luôn đi, đi luôn đi. Đi luôn ạ. Đây, bây giờ thì Đồng đã xuống rồi. Ước mơ là cô cháu mình gặp nhau. Đón được cô chú này. Đúng y luôn. Dạ. Đúng y luôn. Chào cô nha. Chào chú. Đây, hiện tại thì cô chú đã chuẩn bị đồ hết rồi này. Để chuẩn bị lên đường, một hành trình rất là dài. Vì đi sớm à? Dạ, đi sớm để cho nó đỡ tắc đường con. Đi sớm cho đỡ tắc đường. Cô lên xe đi. Yeah. Đi luôn đi cho. Anh cho gặp nữa là. Ai, khét mà. Quay đi. Thôi được rồi, đi tranh thủ đi. Không nó tắc đường cô chú ạ. Nhập. Nay con đi có mình à? Đi có mình. Tại vì người em Caramel về Bình Thuận rồi. Quý cô chú chị, vừa rồi thì Đồng đã đón được hai cô chú lên xe đây này. Cô chú khi gặp thì rất là vui. Con chào cô chú nhé. Hôm nay thì rất là vui lại gặp cô chú nữa. Thì bữa hôm thì con có nói với cô chú là hy vọng thì có duyên sẽ gặp lại hai cô chú trong thời gian sớm nhất. Thì cũng rất là vui khi mà con đăng tải video lên thì được sự yêu thương cũng như chia sẻ của quý cô chú chị á. Thì hiện tại hôm qua thì con nhận được cuộc gọi từ tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại thì cảm xúc của cô như thế nào cô? Cô chú mừng không ngủ được. Thấy mừng quá con. Mừng không ngủ được luôn. Mà Đồng Tháp huyện nào con? Dạ, hiện tại thì hôm qua nói huyện gì á cậu ha? Xã An Phong, huyện Thanh Bình. Thanh Bình. Dạ. Cô tối giờ là cô chú không ngủ được hả? Không ngủ được. Sao vậy? Mừng quá. Mừng quá đó. Mừng quá. Dạ. Con hất riết à, tao canh riết à. Hất canh giờ. Hậu dậy à, 3 giờ hay mấy. Dạ. Hồi sáng giờ thì cô thì trong lòng thì thấy như thế nào cô? Mừng quá mừng. Cô có tin là con gái của mình không? Tin luôn. Tin luôn. Sao bữa hôm cô nói là đi coi thầy thì nói là mất rồi? Đã không? Có chỉ có hai người nữa còn. À. Có hai người nữa còn thôi. Là còn nhiêu là mấy thầy nói mất? Nói mất. Chú không có tin. Con nhỏ con gái Tây Ninh nó điện về mua quần áo đốt giấy tên họ. Trời ơi. Dạ. Chú không có tin. Thầy bà nói chú không có tin. Dạ. Quẹo trở lại.
Dạ thì con khi mà nhận được cuộc gọi từ tỉnh Đồng Tháp á, từ một người cô hàng xóm nói có coi khán giả kênh của con thì vừa xem và xem được cái video mà cô với con trò chuyện, xong đấy con gắn cái hình ảnh lên á, cô nói là bây giờ sao mà giống cái hình ảnh người cô, người bé hàng xóm sống ở đây được 8 năm vậy. Rồi là cô đó cô gọi cho con, cô nó nói là có phước quá trời. Thì cô chú thì suốt 8 năm nay cô chú đi tìm khắp nơi hả? Khắp nơi. Dạ. Đăng lên mà không có đi miền Tây con ơi. Không biết nào, bây giờ cái xã Bình Chẩn này còn không biết cái đứng đó mà nó đi quá trời. Đồng Nai. Trời là con cũng hay. Đồng Nai. Thiệt. Dạ. Đi Đồng Nai á. Đi Đồng Nai mà đi, tại vì đi coi thầy đi. Họ chỉ hướng Đồng Nai. Dạ. Trời ơi đi quá trời đi. Dạ. Giờ cô cháu mình có duyên rồi. Dạ. Trời ơi, có duyên có mấy bữa mà đã gặp lại rồi. Mừng không ngủ được. Dạ. Khi mà nghe thông tin mà tìm được người con thì những người thân của cô có nói gì không? Trời ơi, bả rồi. Râm con mừng lắm. Con nó mừng quá trời. Ấy lên là đám con mừng lắm. Dạ. Cháu ngoại cũng mừng. Rồi mấy đứa con gái cũng mừng. Dạ. Bốn gái đó. Nhưng một trai. Nhưng mà không biết liệu rằng hôm nay thì có phải như nhầm lẫn như đợt trước nữa không? Không, 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 không làm. Không làm đâu. Không làm. Cái này không làm. Cái này không làm. Cái này 100%. Dạ. 100%. Còn không biết nha, xuống nhầm lầm nữa là sao nữa. Không có, không có làm đâu. Tại vì cái hình ảnh hôm qua gửi là hình ảnh góc nghiêng. Đó. Và không làm. Không làm. Không thấy nó rồi. Đúng y. Dạ. Đúng rồi. Đúng chứ. Mà thấy là hơi rào nó biết nó khờ. Dạ. Nó không tiếp xúc ai. Dạ. Thì cô chú thì nói chung là cô chú bữa hôm tâm sự là về cô chú thì tìm con cũng suốt 8 năm nay. Về mặt kinh tế thì cô chú không có vất vả, nhưng mà về tình thương của người cha người mẹ mà suốt 8 năm nay dành cho người con thì là một nỗi mong chờ cô ha. Dạ. Hy vọng thì hôm nay thì chuyến này là chuyến hữu duyên để cô với chú có thể tìm lại được người con của mình như mong muốn á. Bây giờ thì đồng với cô chú sẽ di chuyển tới đó xem liệu có phải là người con gái của cô chú hay không. Đồng cũng rất là mong cô chú sẽ nhận lại được con của cô chú, chứ đừng có nhầm lẫn như bữa hôm chị gái kỳ lạ rồi không, không, không có làm. Thiệt luôn. Thiệt luôn, 100% luôn. Này đi được Phú Cường hai chú tài xế. Dạ, hành trình ở đây xuống đó xa quá ha. Thành Bình thì xa chứ đồng đây đây xuống đó là 200 mấy cậu bác này hả? Đồng Tháp Tâm Nông á là gần trên này, mà Thành Bình rủ xa nữa. Dạ. Không sao, sao đến đâu cũng được, miễn sao cô chú tìm lại được người con là được. Đồng quá thầy. Dạ. Đây con nói con đồng Tân Quyên này mà chú kiếm cụ ra chứ đừng. Dạ. Mà nhờ có tên quay vậy đúng là ta biết ta mới đăng lên. Dạ đúng rồi. Chứ không biết là không có tìm được. Dạ. Đến cô chú cũng đăng tùm lum mà cũng đâu có thấy. Với hơn nữa là ông bà cũng độ giúp. Là dạ. Chú là một người là cũng có nhân, có dạ. Đức. Là bây giờ nó gặp. Chứ bao nhiêu người đi tìm rồi. Dạ. Cũng đăng lên hiệp sĩ ở Phú Hòa. Dạ. Hiệp sĩ Phú Hòa. Rồi hiệp sĩ Đồng Nai. Dạ. Là kiếm giùm mấy cái quán. Kiếm đủ hướng rồi. Mà khi mà nó đã đi rồi, tối nó quần áo nó dục ra què hàng rào nó đi là kể như cũng bệnh nằm bệnh viện tháng luôn. Dạ. Trời ơi, nuôi con mà đến mà 30 mấy tuổi rồi mà giờ ra đi mà nó giỏi cần kỳ. Dạ. Trời ơi, nó khờ khờ á. Tiếp xúc ai, được nhà dọn dẹp sạch sẽ hết. Nó khờ khờ chứ quần áo nhà cửa hả, nồi niêu hả, nó giỏi sạch sẽ hết. Nấu yeah. Củi mà như nấu điện vậy đó. Yeah. Mà sáng mai á khổ, giặt đồ là chưa có máy giặt, giờ mướn sắm máy giặt. Hồi đó sáng mai là nó giặt đồ ba, đồ má, đồ em, đồ nó. Nó vô cái ướt quần áo nó hết trơn. Cái này đói bụng không? Đói bụng giờ tôi đi bán về không có mua gì ăn hết à, không cho tiền muốn ăn gì ăn. Yeah. Mà cho 20-15 ngàn à. Cái nó nói trời ơi đồ giỡn hôi quá mà, hôi nhịn đói đi. Đi ra mua nước xả đồ, vô xả đồ ấy. Trời ơi, tôi ở riết vậy chắc phải tôi kiếm đường tôi bay quá. Tôi ở vậy chắc phải tôi kiếm đường tôi bay quá à. Và ngày trước là cái nguyên nhân vì sao mà chị bỏ nhà ra đi á cô? À, thay vì nó lên đó nó không có cho đi mặn. Dạ. Mà nó lên nó phụ cái quán cơm.
Nó phụ cái quán cơm mà nó lén đi. Yeah. Khuya cái nó chàn cái áo lên vai, cái ba nó chết cục hơi. Cái cô cũng ngồi đó hỏi, ơi, giờ nửa đêm đi đâu ạ? À? Mà hồi đó cũng 5 giờ rồi. Cái lên lập hình nó lưỡi lưỡi đi, cái tới chiều. Giờ cái này, giờ tôi nói bà chuyện này bà đừng quýnh tôi nha. À, con Ú mướn nhà mình á, nó dẫn đi xin việc làm. Hỏi làm gì? Mần cá, nấu cơm, bưng. Mà giờ người ta dở vô có 70-80 à, mà con bà trả con 90. Con giỏi. Yeah. Mà 90 bà nói á, làm hết tháng là bà lên 100. Cái nó làm tháng đầu nó lãnh ứng được 800. Cái nó về nó đưa hết. Nó nói bà với ông không à, bà ơi giờ đưa bà 800.000 nè, bà bù tiền vô bà đóng tiền học cho con tôi. Cái đưa 800.000. Cái lần sau nữa cái nó cũng ứng tiền chứ không có lãnh, cái được 700. Cái nó nói với con nhỏ đó, nó nói bà Khí ơi, giờ bà bán khiếu tôi cây lăn nách, dầu khôm, phấn, kem. Mà bà bán loại tốt nha, bà đừng bán loại xấu á, tôi khà riết là tôi hành ông táo à. Cái con đó nói mày mua khiếu chừng nào mày trả. Trời ơi tôi lãnh lương tôi trả. Cái sao mà nó hẹn ngày lãnh lương, nó đi ngang nó không trả. Con nhỏ này mới kêu, ê sao mày nói mày lãnh lương mày trả, mày không trả tao. Trời đất ơi, thằng này nó rủ tôi đi. Mà giờ là đi xa rồi mà có 70.000 không đủ ăn nữa, mà bà biểu trả bà lấy gì tôi đi. Mà nó thiệt tình luôn, nó thiệt tình luôn, nó nói vậy luôn. Nó nói giờ thằng này nó bằng hồ, mà nó ở trọ bên chợ Khúc Phong, nó biểu tôi đi với nó. Mà giờ tôi đi với nó để tiền tôi đi chứ tôi trả bà sao được. À, bà đừng nói bà nha, bà nói bà là bà quýnh gì lắm đó. Cái con đó đi rồi, con đó nói cái tôi lên tôi trả con 160.000 à, lên tôi trả. Tôi nói khâu thấy ơi, giờ em nó lỡ nó mua rồi để mà trả cho con. Quần áo là ở xóm đó, ông đó ông bán quán ông thấy hồi đó cũng 10 giờ mấy rồi, nó liện vô bao, nó liện ra hàng rào cái chung đi, còn gấu ôm thì lấy đánh con lại sợ con té. Mà đâu có ngờ nó đi vậy. Khi đó là người con chắc còn nhỏ hả? Còn ngủ. Nhỏ. Mắt thơ em. Đặc biệt là có mắt có 3 tuổi á. Nó nói chưa rành nữa. Cái chiều, cái nó tắm rửa con nó rồi. Cái nó để đứng cái giường. Cái con nhỏ này nó lì mà tới giờ cũng lì dữ lắm. Bữa hổm nó đi á. Nó đi cái điện chú á. Nhỏ con đi đó, nhỏ mẹ nhỏ đi. Con gái hả? Nhỏ mẹ đi, nhỏ con đi nữa không chết. Lên tới từng chữ cổ Út á, cổ Út nó đi mà người ta điện về. Dạ. Chạy kiếm liền đó chứ. Chạy kiếm liền. Vậy là chị đi từ đó, từ cái hồi nãy cô kể tới giờ là không liên lạc được về nhà. Không. Đâu có biết xài điện thoại là liên lạc. Nó cũng biết. Mà cái người dẫn đi thì không dám dẫn về. Không có dám dẫn về nữa. Dạ. Tôi quýnh dữ lắm. Cô có tin là hôm nay cái người mà dẫn chị đó đi không, là đang chung sống với chị không? Chưa không biết. Không biết. Nó là... bỏ rồi giờ nó gặp người khác. Không biết là cái người đó dẫn đi hay là người khác, mình không biết. Chứ có người thằng đó là nó ở Long Xuyên. Nếu mà ví dụ như người mà dẫn đi 8 năm trước dẫn chị đi á, bây giờ là vẫn anh đó vẫn yêu thương chị như vậy thì cô chú có chấp nhận không? Chấp nhận luôn, rước luôn, hai vợ chồng luôn. Ta cũng còn nhà trọ đâu mà. Rước về cho nó ở. Nếu mà là ở trong nhà thì ở, còn không ở thì cho căn nhà trọ ở. Dạ. Nhà trọ là của cô chú hả? Giờ của nhà luôn. Công kiện à, tao tạo điều kiện cho có công kiện. Bây giờ già rồi á là chia đứa một căn BOS hết. Ừ. Dạ. Làm qua tên hết. Dạ. Cho đứa một căn. Bởi vì còn thằng Út là nó chỉ nhà trọ với nhà thờ. Dạ. Còn mấy đứa con gái là chia đứa một căn nhà BOS. Dạ, nghĩa là chị này mà với anh này về chịu về đây là vẫn có chia cái ốt cho ha. Chia. Có nhà ở luôn. Ôi à, nhà mặt tiền mà bây chị. Giờ nói gì mà gạo hay là đồ ăn là mẹ lo hết. Dạ. Miễn là con còn vợ chồng hạnh phúc lo làm ăn là còn, nó có đứa con là dẫn về đây bà ngoại giữ luôn. Nghe con nghe thông tin là hôm qua con hỏi thì nói là có người con 18 tháng tuổi. À, 18 tháng tuổi. Một người con gái chậm hành lên thấy 18 tháng. Đó. Thì con nghĩ là cái anh này cũng thương chị. Nếu mà đúng cái anh mà dẫn đi á thì là anh này cũng thương chị thật. Nếu không thương là 8 năm nay đâu có cưa mang chị như vậy. Đúng. Nhưng mà cái bệnh hoạn nè. Dạ. Nó bỏ nè. Rồi nó có bầu nó bỏ nè. Dạ. Rồi không ai nuôi là cũng chết. Dạ.
cũng chết. Do vậy anh này thương á, bị cơ cưu mang tới giờ 8 năm nay. Nếu mà đúng anh đó là thật sự cũng là một người anh tốt. Mà tôi rước hết mà. Nếu mà không được tôi năn nỉ cho được, tôi rước hết về đây. Nói gì gạo, đồ ăn, đồ uống là tôi lo nhà hết. Nhà cửa có, nhà cửa có ở luôn. Nhà quá trời mà. Chú nhà cô chú là nhà cô chú là nhà mặt tiền đường đường lớn. Đường DT bé ông ba. Đường DT luôn. Ừ. Là tài sản qua hiện tại là bữa mình ghé đó là bà xã tôi chỉ giải đó bị trong đó. Tài sản là hiện tại là mấy trăm tỷ đó quý cô chú anh chị ạ. Chị cảm ơn. Không. Đừng nói. Nhưng già có ăn gì được ra đâu. Đúng rồi, quan trọng con thôi ha. Tài sản hiện tại thì con mà ước lướt chừng nữa thì bác tài ha. Còn mấy chục tỷ đi với bác tài nha. Mấy chục tỷ đến mấy trăm tỷ. Tại vì cái mặt tiền đó rất là mắc, cái đường đó biết rồi. Trung tâm rồi. Thì con cũng hy vọng là hôm nay thì xuống sẽ cô chú sẽ gặp lại người con thất lạc 8 năm nay và có thể thuyết phục đón được và đúng nữa nha, phải đúng là người đúng, con của chú đúng 100% luôn. Dạ. Thì cô khẳng định 100%, còn con thì cũng chưa biết như thế nào. Bây giờ thì chắc cô với chú sẽ cùng con ha hành trình xuống đó để tìm lại người con của cô chú. Đây quý cô chú chị, hiện tại thì tới đâu ạ? Đây chứ mà 500 chưa. Cái này là mình mới xuất phát thôi, đây mới, trên con đường thôi. Mới đây mà cái đầu khắp nó vậy xa lắm. Nhà tôi minh mông mà. Quý cô chú chị hiện tại nhà tôi minh mông. Hai cô chú đã di chuyển tới Đồng Tháp rồi. Đây. Bây giờ thì đã gặp rất là nhiều bà con ở đây nè. Mà đẻ ra là bả giữ không đó, con gái bà không biết giữ con. Con biết không? Đây. Không biết đi bộ lên đây thấy phóng lên. Bây giờ con không đây tôi nói mà nghe nè. Đây nè, tôi chỉ cho bà đi nè. Bà để cho bà này đi trước. Đi trước đi, bà đi trước đi. Để nói đó nghe nè. Bà này đi trước đi, bà đi. Đó đó, trên chỗ cái xe đỏ đỏ đó. Cái chỗ đây nè, tôi chỉ chú nè, ngay tăng chỗ cái xe đỏ đỏ mà màu đỏ đó đó. Là nhà đó hả? Chỗ thằng đi bước qua đó. Rồi đi đi. Bà đi trước đi, bà chọn nhà mới xong nghe, bà chọn nhà mới xong. Cô sao không đi? À tôi cũng đi theo sau để nó thấy bóng tôi biết. Nhà về phía mặt hả, phía trái. Đó đó đó, chỗ đi. Nhỏ đi, bước mấy xong đó. Nhà là bên này hả, bên mé sông hả? Là sáng giờ là trốn rồi cô. Bên trái, nhà bên mé sông này đúng cô. Hiện tại thì rất là hồi hộp tại vì hôm qua đến giờ thì nghe tin cô chú xuống thì chỉ có đi trốn quê cô chú chị ạ. Thì không hiểu vì sao nữa. Thì không phải không biết là nguyên nhân câu chuyện như thế nào và có phải là con của cô chú hay không. Hồi nãy cô kia nói là qua giờ đi trốn rồi cô. Cô kia đâu rồi? Bác tài chắc. Dạ. Bác tài sao cái đẩy xe lại này luôn. Hồi nãy cô kia nói nhà nào ta? Nhà bên này hả? Nhà này hả? Chưa tới hả? Hồi hộp quá cô nhỉ? Con gái cưng của tôi. Tà ơi, tìm con gái cưng của tôi. Tìm con gái cưng của tôi. Tà ơi, con ơi. Trời ơi. Đây, con gái ôm mẹ cái kìa.
cưng ơi mày. Đi vô đây. Không biết đi. Con đâu rồi? Không có sống rồi. Đi vô đây. Lớn lớn lên. Giống. Thầy Pháp. Nhà đâu chị? Nhà mình bên nào? Bên đấy. Lại mày đang. Trời ơi, má đem về má nuôi con chứ má đâu có bỏ con đâu mà con đi. Trời ơi. Xuống rồi, con ra đặt nước không? Trời ơi, giờ về tỉnh mất cho nhà, cho cửa ở, nhà cửa mình mong mà con đi ở vậy. Con đi mất tiêu vậy. Ngồi đi cô. Con chào chú. Con thì bên giúp đỡ cô cây nhà nhé. Dạ. Kêu nó về chẳng thì cho tiền mấy năm trước rồi. Ủa, kéo thanh thanh không quậy ha? Quậy quậy mua bánh đâu à? Nè, nước với bánh nè con. Nước với bánh ô, trời ơi, đầu con ư. Đấy, bà quậy mua bánh cho con. Không cho bé nó ngồi sao đó. Ngồi đi. Dạ. Mua bánh cho con nha. Nha, ăn nha. Không là đi học tự đi tự về. Mà trời ơi, nó đi bộ nhanh đừng thương nè trời. Nó mua cái điện thoại. Có vợ khác có đứa con. Mà gỡ giờ cho 4 triệu mua cái điện thoại, hỏi con có điện thoại không? Nó có cứ biết kêu mẹ không? À, nó nói giờ nó không biết mẹ nó mà giờ á là ba ơi con xài điện thoại chung với ông ngoại. Cái nó vậy để ba chuyển tiền về cho bác ba mua cho con cái điện thoại, bác ba dẫn bà ngoại xuống mua cho cái điện thoại. Nó vậy đó. Đúng chưa? Ba. Thôi đi. Đúng đâu. Giờ cái hậu khẩu còn y nguyên. Giấy chứng minh còn y nguyên. Đem cầm mà tôi chuột lại đó. Ở đây dịch. Người ta chích thuốc. Nó không chích, nó có miếng giấy lộn nào. Giấy đồng gỗ. Cái gần tôi kêu nó cuối cùng nó chích mũi thuốc anh. Tôi mới nói thôi Đào. Trời ơi, đi coi mấy ông thầy. Tôi hù nó. Nói chết rồi. Chết rồi chết. Tôi hù nó, tôi nói chị ơi. Tất cả các ông thầy nói chết chỉ có ông thầy nói này nói xấu. Ông thầy này nói sống nè. Ông thầy này nói xấu, ông thầy này đi kiếm nè. Ông thầy này đi kiếm đó. Ông thầy này đi kiếm nè. Còn à, bao nhiêu ông thầy kia nói chết. Thế bài chị coi thầy. Ai chỉ đường. Thầy này nhiêu tuổi rồi? 73, đó này 74. Vậy à, kêu bằng chị đi. Phải không? Thì cũng được. Lâu lâu gặp. Chị đi. Chứ thả tôi xuống đây tôi cũng không biết nữa. Nói chung là tôi có đứa con dâu và cũng đồng khắp tâm nông. Lấy cho nước phán. Con dâu mà giờ cháu nội nó bự rồi mà giờ hai đứa không, nó cũng đá lạnh trái trà nhau. Thằng Út tôi đó. Cô, cô chú, nói chung là chị đây thì con có biết chị ở đây là nhờ cô này nè. Đấy, cô này gọi cho con. Nói thầy Đào ơi, nó xếp cái máy chụp hình. Chụp hình chứ không có nghe. Nó nghe. Với gì đâu mà biết được. Kêu nó cạo gió giùm đi rồi kêu cái thằng cháu nội á là hôm qua nghe nói là nó gom đồ đốt kìa sao? Đây nè cái đống đồ còn tự nó sợ bắt nó sợ bị quấn nó sợ tôi nói ai vô đây rồi quấn đập gì 90 năm ta mẹ ta thăm con nó đi học nó đi học đố kỹ một bữa là con giáo điện tôi xuống đây cô ngồi đây. Bà xã hả? Dạ. Tôi có mình nó à. Mà giờ tôi nói thiệt. Nó đi đâu, nó đi với vợ nó đi yêu cầu nó hạnh phúc rồi tôi mừng rồi.
Trời. Tôi á không có cho đi làm mà tôi cho mướn nhà đó, con đó mới dẫn nó đi xính xuống bán cơm. Bán cơm là tôi không cho đi, tôi nói con không có đi. Một tháng đây má lấy mấy chục triệu tiền nhà là má cho xài chứ không có cho đi. Mà nó đã vác áo lên nó đi, cái tôi hỏi đi đâu à, cái nó không có nói. Tới chiều giờ nó vào bầu lại quýnh con nói, nó ừ không quýnh à, con đi phụ bán cơm. Ú nó dẫn con xuống dưới, nhỏ mướn nhà dẫn đi xuống dưới mướn bán cơm. Bây giờ á là tôi xuống đây tôi nói xuống đây để mà nói với anh chị đây. Ai có bia đâu, mua ngoài mấy lon bia coi, mua ba mấy lon bia coi. Mua thẳng mấy lon bia con. Ba lon bia con. Đây thì trước tiên thì con sẽ gửi lời cảm ơn người cô này này, người cô hàng xóm. Cô thì tên gì cô? À cô tên Trắng. À cô thì cô gọi điện cho Đồng là nói là khi xem video của Đồng á nói có một chị bên đây giống 100% luôn, cô khẳng định luôn là cô. Tôi thấy tôi nghe là tôi biết rồi, tôi thấy chứ cái thấy hình của ông Đào đăng lên đó. Rồi tôi thấy tôi biết rồi. Rồi về đây nói thì sợ người ta nói mình nhiều chuyện hơn. Thành ra tôi mới kêu người này lên nhà tôi hỏi. Con không là bây giờ cái dù đàn gái người ta xuống nhà đi con phụ mượn tay má lấy tiền nhà. Người này nói trời ơi mà cho đỡ giùm tôi mang ơn tôi lại ở nhà buồn nó đi. Đó tôi mới dám về nói rồi ngày qua nay đi mất tiền này con. Trời ơi đây là tôi hứa dặn nó không có bia ông mua cho ba mấy rồi làm sao? Hả? Tôi sợ thất hứa nữa, đây còn người ta xuống nữa. Ốp lạnh đâu hơn gì nữa. Ốp lạnh. Thôi vậy cũng mừng đi, thôi tôi cũng mang ơn thầy. Đi coi 10 ông thầy rồi, 10 ông thầy là nói chị đã qua đời. Mà đến khi gặp em là em nói chị còn sống. Có tiền lẻ đâu, đưa nó mua bia. Biết có đi coi thầy không, sao mà nhức đầu hoài. Có đi coi thầy nè. Bởi vậy nhức đầu hoài luôn. Yeah. Cho em hỏi là sao bỏ đi suốt 8 năm rồi. Ê, nè cô mua cho ba mấy lon bia cái về con. Đây, này có thêm người cháu nữa. Đó, có thêm cháu nè. Anh nó chụp hình quay lên thấy có cháu, không mua bánh xuống cho cháu, đem nước xuống. Ở nhà bán quán. Anh coi, anh đi coi hỏi cha mẹ còn sống không Đào. Cha mẹ chết hết rồi. Là chị Đào nói cha mẹ mất hết hả? Chết hết rồi. Chết rồi. Rồi tôi á nói nào ngay cho nói cho chú Đồng nghe. Mình thì dân quê cục mịch. Đâu có biết đường đâu đi mà đi nó không đi. Có cháu nào hay không? Bây giờ đâu thứ thời đem xe bự ra đây rồi thấy lên xe nó cũng phóng xuống nữa. Giờ ốc nè. Có bia bánh gì đó. Ốc lạnh đâu có đâu. Đâu có, chỉ mua bia lon đi. Không có, mua lon hay lon cũng được con. Thôi để chị chị ơi, ngồi đây nói chuyện đi, xíu nữa về mua, xíu nữa về mua. Chút nữa đi con, ngồi đây nói chuyện chút đi. Ngồi chuyện lâu lâu lát nữa về mình mua. Lát nữa về mua con. Để ngào nói chuyện. Ủa đi. Nó không có đi đâu. Tôi nói nó không có đi rồi nó. Chị nhà trọ bị ói tôi quá chừng à. Giờ tôi cho ở gạo mắm tôi lo cho ăn. Khỏi có lo vấn đề đó. Khỏi có lo đi. Nói sao. Chị nữa 2 triệu cái đi là ngày hôm qua nó tưởng xuống rồi. Nó tưởng xuống tới rồi là nó gạo mắm nhà có nó. Tôi nói ai quýnh đập bay rồi. Đâu thương con gần nó sao muốn tết luôn à. 8 năm nay. Đó, anh lại năm rồi gặp ai đi. 8 năm nay. Nãy giờ 8 năm nay. Em nhớ là tháng 3 tới là 9 năm. Ừ. Cô. Ừ. Nãy giờ là chị tên Đào mà. Võ Thị Đào. Hôn chị Đào mòn má luôn rồi đó. Ừ. Nhớ thương chết luôn à. Sao đúng con của cô chưa? Đúng rồi. Ông thầy này nè. Ông thầy này coi trúng nè. Còn mấy thầy kia cứ nói trời chết rồi. Đó cái nhà cuối cùng mà chích mũi vắc xin là cuối cùng mà đẩy tôi mới biết họ. Mà về nó không có được giấy gì. Ba tờ không? Còn còn đây là mừng lắm thầy. Giờ giấy không cậu có, giấy không có luôn. Còn đây là mừng lắm rồi. Để chồng nó về. Bây giờ hầu kia làm sao sao. Chứ giờ nếu thằng này chịu đi là bữa nay xe tôi rước luôn. Rẫy con tôi giờ đó tôi nuôi. Nếu mà anh xui chị xui tôi nhớ thì 5-3 tháng lên thăm cháu nội. Giờ nhà đó tôi cho về đó ở. Chỗ mình không biết thì thôi chị. Giờ là một nhà đi. Đó chứ không có gì chân á. À, thường thường á thì em với này em cũng nói thì hoài à. Tôi với đám nói thôi mẹ xuống nâu mẹ xuống đâu có nỡ làm nào quýnh hay là bắt đập làm trăm ba phải không, mừng không hết nữa vậy là bà mới có 400 nó đi học nó nhiều ta
ôm đồ ra đi học gì chưa? À 11 giờ đi là chiều 4 giờ gửi dài ông ngoại lên rước. Nè. Bây giờ điện thoại nè, nhắn tin là nhớ con mà con về nhà nó nhớ mẹ nữa. Ngó ngay lên coi không biết coi. Nhớ quá à, nhớ cục vàng tươi á. Cục vàng tươi con là được. Ăn cậu cho này thôi. Ai nhà đi tới Hồng Ngự chứ. Nó trốn nó đi ban đêm, nó Hương thằng này nó trốn đi ban đêm, tôi bệnh tôi nằm bệnh viện 1 tháng luôn. Không, tôi rầu tôi bệnh tôi nằm 1 tháng luôn. Bây giờ mới tìm được. Quê Bình Dương. À tôi tặng chị mình tặng chị 1 triệu. Không không không, cắt đi. Lấy cái bộ. Cắt đi, bộ bả đi con. Cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Đưa cho bảo cắt đi con. Cắt đi, cắt đi. Chiều mới về. Nè. Ba ơi. Thầy nhỏ đó. Nói nhà trời gì thằng nói vậy Út. Từ hôm nào cũng giờ không có nuôi con. Hùng dữ. Nó qua nước hoài rồi. Nó ra nước hoài rồi nó gửi tiền về. Giờ điện lên là gửi về mới gửi về 1 triệu. Rồi gửi về 4 triệu. À mà chồng đâu rồi? Thì mấy mua cái điện thoại. Điện thoại tính làm 1 triệu mấy. Cái đó điện. Nè, điện cha nè, điện bà nội nè, mấy cô nó xuống hết. Cô Năm, cô Hai, cô Út xuống hết. Cắt đi chị nè, cắt đi. Trời ơi, tôi cảm ơn nhiều lắm. Nói là trả lại liền luôn. Mày không đưa điện thoại là nó đập. Nồi đập niêu mà đưa cho nó rồi mày lấy lại nó cũng đập nồi đập niêu rồi hung dữ lắm. Tao quýnh hai dĩ đập rồi gãi hết không được này, không quýnh nữa. Tao nhéo mất giới không, nhéo mất giới không. Một tô phở nè, mà phở ngon nè, phở ngon nè chứ phở dở không ăn nè. Bánh đâu đâu, nó quăng bay đâu đó, đâu lông tờ nữa, hai tờ lận. Ai đánh cái gì vô anh? Dạ. Đánh này bà ngoại gì vô? Đi xe du lịch. Giờ có về trên đó không? À, để đón đi luôn nè, em thuê xe kìa. Có xe về bữa mới về. Về bữa là ai rước? Về bữa mới về, tao ảnh được. Chứ giờ sao không đi? Bây giờ là chờ chồng con về. Là hai vợ chồng á, bàn. Chịu đi. Ha, chịu đi, là sẵn quần áo về thoải mái lo hết. Nhà cửa có ở, gạo mắm khỏi lo, má lo hết. Về gặp con, gặp cha, gặp mẹ. Nay bao nhiêu năm rồi. Còn á, ông nội, bà nội á, vài tháng lên thăm cháu nội, thăm dâu. Như ngày xưa đâu, nay nó cũng rộng lắm. Giờ mất các nhà lúc hái rồi, không phải còn nhà xưa. Đi học lớp 6 rồi. Đây nè, con của nó học lớp 6 rồi. Bây giờ nó, ví dụ nó có gì vậy? Của con cọp á. Dạ cũng tình tình. Dạ. Hèn chi tôi nghe nói dùng cái miễu đó ngày hôm qua tôi mới nói miễu cù. Là bánh nhớ nhà mà đúng không chị? Nhà miễu cù bánh nhớ mà. Nó nói là cái xã nào, ở chợ nào biết hết trơn mà. Chồng con về. Bây giờ chuyện gì má bỏ hết, má rước hai vợ chồng về trển ở, gạo mắm là má lo hết. Có nhà ở. Muốn đi mà gửi con bà ngoại giữ, hai vợ chồng đi làm. Này này cô, giờ là mấy tháng chị rồi. Sợ là cô chú quấn. Không có, thằng bé nó còn biểu đi rước, chồng nó về luôn đi. Thằng bé hôm nay nó coi nhà nè. Anh bé có anh út có đăng lên các trang mạng rất là nhiều luôn. Ừ. Giờ là rước hai vợ chồng nó về đây nuôi luôn, tôi không có nói gì đâu. Rước đi, bà đi rước đi. Tôi nói thiệt chị nè. Nó có mà nó có về với mẹ thăm đi, thí dụ bây giờ lâu lâu vậy này. Lâu lâu bây giờ đã mình biết nó ở chỗ này rồi là biết con mình đã có chỗ ở rồi, con mình còn sống rồi là yên tâm. Bả rồi đi sống mặn không có cô thấy không nay cho mình mấy rồi đó. Không bữa cũ luôn đó. Thương không? Thấy thương không? Thấy thương không? Cái thương không? Rớt mắt à. Nghe tin không Yến ơi? Nghe cân. Nghe cân. Ông kiếm chuyện không? Nói chung là mà cha mẹ chị á, suốt hơn 8 năm nay tìm chị khắp nơi.
đi coi thầy rất là nhiều thầy luôn. Thầy đó, đi coi thầy, đi coi thầy mới nhìn chồng mà. Đi coi thầy. Chắc là thầy đang định hình chị ở chỗ nào á. Mà thầy nó chỉ mất không à. Mà lao động hoài. Anh là đâu á. Nay hết coi thầy là hết lao động á. Hết coi thầy, nay không có đi coi thầy nữa. Mẹ con hai hôm mẹ nó quýnh mẹ lắm. Mặt cũng giống lụng. Có sữa không? Có uống sữa không? Ốm dữ à? Cái này hả? Máu hả? Nên nó gần đến đây, nên nó cho em ăn gì chưa? Cho em ăn đi. Mình gần xuống đây mình mua bảo hiểm. Ờ, tôi biết không? Ủa, tốn 12 triệu. Cho có nói là chị về đây thì được từ từ tháng nào, năm nào cô? Nhớ cái tháng 3 mà không biết năm nào mà nhớ, hiện giờ là tháng 3 tới là 9 năm. Tại vì lúc nhỏ này nó mới có chồng ngày qua, là ngày nay hai chồng gì tới. Là em đếm từng ngày luôn, từng giờ, từng năm đó là tháng 3 tới nữa là 9 năm. Rồi là chị có nói về thông tin về cha mẹ ruột gì không? Hỏi nó không nói. Hỏi nó nói chết chân rồi. Mà nó nạt hen, nó nạt ực ực. Chú Đồng đi không? Hồi mới gì nó năm cực nó đi mò ốc. Nó ham. Cái bữa nay nó về không? Nhiều hơn chạy mò ốc quá. Ở đây không có cái gì năm điện lúc cổ năm đầu nè. Năm để rồi anh đầu nó điện cặp trước năm điện năm nghe, cặp sau lạnh nó năm nghe. Nó đi lạc tới nhà ngoại trên này. Đi nghe vậy? Nó nói đi vô nhà dì Tư là chị của Năm với nhỏ em Út này nè. Nè, hậu khẩu nhà chân mình nè. Đi ngoài bóng mất máy. Là biết nó là sao rồi. Tao không hậu khẩu chân mình nè. Giờ ví dụ như cho con hỏi, nếu mà bên cô chú mà rước hai vợ chồng với người cháu về trên đó thì cô chú dưới này có đồng ý không? Thận luôn. Thì nó đi chứ biết nói sao giờ, nó ngay thằng chính ngay chú Đồng. Bây giờ dài kháng hiếu là như chị bệnh thì Năm á là đa khớp, ổng đau tim, thấy không? Giờ tôi nói thiệt với anh là lên tôi lo trồng do. Rồi giờ nó ở đây đang nó chạy chữa, ý nó nghĩ gì mà nó không đi thành phố. Chứ lúc trước thì Năm mạnh ấy, là nó đi chảnh nó mặn đó, nó đâu ở nhà. Bây giờ tùy nó, nếu có đi thì nó đi, nghe chứ Năm cũng không cản được. Gì đi, tùy con. Không, mà giờ thì nó cũng hiền cái lắm. Giờ muốn đi thì cũng phải hẹn sao mà cho hai ông bà lên chở cho biết nhà xuống gia luôn. Tôi cũng có gì. Không, đúng rồi, ví dụ như... Không, cho địa chỉ đi à ngay à. Phải cho xu gia biết cái nhau mới được. Cho địa chỉ đi ngay à. Út ba cho hay kìa, bất kêu tao hù. Nhà Năm bây giờ mà đâu mà nổi. Đi nhắc gió, thả gió. Đi nhà con vậy. Ừ. Về cái tao hù à, Út ghé chơi. Trời ơi, nói thiệt luôn. Rồi nghĩ là ghé chơi thôi. Cái ngầu lát, cái bà ngầu banh ra. Cái Năm mừng quá trời, Năm nói Út ơi, Út cho vô đi Út, con lại bà luôn. Ví dụ đúng không đúng gì con vô. Tại vì nói Út, dậu tao ta ở tù 8 năm, tao yếu gì quê. Còn cái này không gặp cha gặp mẹ. Dụ đi, bây giờ nói anh Tám một đám hung dữ. Không lẽ cọp nào mà ăn thịt con. Út cho vô Út. Cỡ nào cũng cho vô hết đi. Khi mà bản thân cha mẹ, khi mà còn con bên cạnh á, là cha mẹ mà cũng không giữ dạy bảo con là muốn tốt cho con thôi. Nắng con, nắng em. Bà cũng suy nghĩ vậy đó. Thôi, anh, vô đây. Vô, phanh tay hỏi ông ba mẹ mới vô chứ. Tự nhiên người một nhà không mà. Đây, đây, ngồi đây. Ngồi đây này. Biết cô này không? Biết cô này không? Em không biết. Biết không? Gặp lần nào chưa? Chưa. Gặp chưa cô? Chưa gặp. Gặp mẹ. Quý cô chú anh chị, nãy giờ thì hai bên gia đình đã trao đổi rất là nhiều về câu chuyện giữa chàng con rể và cô con dâu thất lạc gần 9 năm nay. Giới thiệu với quý cô chú chị, hồi nãy thì Đồng chưa giới thiệu, đây là bà chú là tên gì chú? Diều. À, chú là cha của Chính. Anh à, là Chính. Con rể của cô chú, của chú. Đây là người mẹ. Cô thì tên gì cô ha? Nguyễn Thị Tiệp. À. Rồi cô chú bên đó thì bữa hôm giới thiệu rồi. Tao ta giới thiệu lại cho. Tôi đi bộ đội, tôi nghĩa bộ đội tên trong giấy là tên Lâm. Yeah. Còn lên đó hỏi dân địa phương, nó hỏi biết nhà Tâm Sơn chỗ nào. Yeah. Xuống ở Tâm Chẩn. Yeah. À, xuống ngay Miếu Cù. Rồi hôm nay thì có một người anh thì mới xuất hiện, đó là sẽ là sau này là con rể của cô chú. Thì anh là tên gì anh? Em tên Chính. Dạ, năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 34. Rồi giờ thì cô chú với gia đình thì sẽ bàn bạc như thế nào về cô thì muốn sao, cô thằng nói ra. Giờ muốn mua con gái với cháu ngoại cho nó về, chị em nó mừng.
rồi hằng rỡi màng một tháng hay hoặc nữa tháng gì nè, nó sắp xếp công chuyện ở rỡi là nó lên. Nếu mà không ở đây thì về ở trển. Này là tao nói là như để tao nói với thầy già đồng là tao nói 100% không có xê chỗ nào ở trên. Dạ là cô muốn là đón ha, đón hai đứa hết, nhưng mà hai đứa giờ về không được thì giờ xin đón con nhỏ con gái với ẩm con nó về. Anh là con cho về hay không? Dạ con dạy thì dạy, con cũng đâu có ai gì đâu. Không cho được, bây giờ không có, cũng cho con không được. Bây giờ phải cho 8-9 năm rồi chị em không gặp nhau. Với con nó cũng hơi, cũng không gặp mẹ. Tại vì trên đó có một người con gái cũng mong mẹ rất là nhiều. Ví dụ như người con gái cũng thiếu tình thương của mẹ, cũng mong mẹ nên tâm lý của bé cũng là đang bị tổn thương rất là nhiều thôi. Đúng rồi, bây giờ lên trước cái gì đó, một tuần lên trước lắm. Giờ bắn con nhà cháu, tôi chỉ nói. Cứ mắng giờ cho nó về đi. Thôi về chơi thôi. Nhớ cháu, về chơi mà bỏ nó một ngày tôi chứ không nói. Dạ là giờ là cô bên cô nói là giờ là bắt cháu đi là chịu không nổi, khóc luôn rồi. Tân cái hành kính lên rước về. Chú thì sao, tôi ý kiến của chú thì sao? Tôi nói cũng gắn kèm thôi chứ giờ đi phải cho anh Đào về. Đúng rồi, cũng dứt khoát. Tôi cũng dứt khoát nữa, phải cho anh Đào về ngoài chơi. Rồi rồi tháng nửa tháng gì đó nó có gì. Rồi dạ tôi thống nhất chứ tôi đâu đã tôi còn kêu nó về quái nữa mà. Nhớ cho không được, xà nó bủa không được. Tôi nói cưng dùng cưng, xà thì đúng rồi, cho cháu nội mình đi với mẹ nó rồi. Con người ta gì đây 8-9 năm rồi, ta không nhớ vậy. Anh là con người ta đi về đâu, nó nói như làm về, không cho là nằm cho mình nằm cho, mà như cho thì đi đi là nó nhớ dữ lắm. Vậy đó. Thì ông hỏi tôi này cũng không nào là những tháng là năm cho về. À giờ là thế này, theo cô chú bên kia thì là do chị Đào là xa gia đình đến 9 năm rồi, thì hiện tại khi mà xuống gặp con thì rất là vui mừng á, thì muốn đón chị Đào về đó chơi, thứ nhất là chơi, thứ hai là gặp người con mà chị Đào đã xa cách cũng 9 năm nay. Con xa mẹ 8-9 năm nay thì cũng mong mẹ lắm. Thì người con hiện tại thì cũng học lớp 6 đúng không cô? Đúng. Cho nó đi nè mà cho đi cái đi sao? Có lòng lắm nha chị ơi. Tại vì Út nói là có lòng lương thiện lắm. Phải cho chị gặp Đào mới được. Chứ cỡ nào cũng phải gặp. Dầu cho con Đào nó trốn đâu 9 xe 10 vàng em cũng chẳng kêu công an bắt luôn nữa. Thiệt về cho chị mới được. Tại vì 9 năm rồi chị. Gần 9 năm rồi nghe chị. Rồi bây giờ em nói chị nghe. Bây giờ dầu lo thứ nhất là có về hay không là do người chồng có thể nói bây giờ một vài lời. Thì thằng chính bây giờ dầu cho em đi công mặt chuyện gì bất kỳ phải cho mẹ gặp mặt cái cửa đồng. Ngày qua nó trốn mẹ nói cho con nghe là chị em cũng đang mong chờ. Thì bây giờ là thằng bé là em của nó. Nó nói tôi không có nói gì đâu. Tôi là anh trai mà tôi không có nói gì đâu. Bà cứ xuống rước hai vợ chồng bà về đi. Về đây, ở đây, cơm nước, nhà cửa thì bà lo cho bà. Công ăn việc làm thì từ từ. Nếu mà bây giờ con đi không được thì bây giờ con đi với vợ con về trển chơi một tuần đi rồi con quanh trở về cũng được. Hay chơi 4-5 bữa con quanh trở về đây con làm cũng được. Hay là con muốn ở trển làm cũng được. Giờ sẵn có xe, mẹ xuống mẹ rước. Ví dụ như anh mà công việc thì anh có lên 1-2 hôm chơi trên đó rồi anh về cũng được không sao hết. Đúng rồi. Ý là cô chăng là chừng 3-4 ngày về cũng được. Nhưng mà trước mắt là giờ hai vợ chồng về cho biết chị em đang trong. Con đang trong mẹ. Nói chung giờ thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Phải mà chi điện được. Hai bữa cũng được nữa chị ba. Ép một chút đi chị ba. Cho nó về ngoài nó đi. Má nuôi má nuôi thì sao má nuôi? Công chuyện của má nuôi thì cũng lu bu tại nhờ cũng có nó. Thì bây giờ nó đi thì không biết sao để tùy hai đứa đi. Chứ giờ đang giao phân thì giao không kịp đó. Ngày thì nó mặn cũng 300-400 được. Má nuôi có thể cho anh nghỉ vài hôm được không? Được, ví dụ tùy tùy nó đi. Ví dụ như nghỉ 3 ngày, 2 ngày, 4 ngày gì cũng được chứ không có nghỉ lâu. Về làm này cho thì chị nghỉ không có người giao đó tại nhà mà có mình nó đó. À. Dạ. Nghỉ chừng 3 ngày cũng được chị. Thôi bây giờ vài bữa nó lên đi để cho thu xếp xong phân này giao xong là cho cái ra đón phân này nó lên. Bây giờ vậy được không? Cô chú
rước chị Đào về chơi trước được không? Hai bữa nữa anh này lên. Được không anh? Được. Ý là tại đang tiện xe là muốn rước anh lên chơi lên nhà luôn. Anh Chính nói là con mới đi. Anh Chính nói là con mới đi. Nói chung là anh là cái người anh chạy út của chị Đào á, là nhờ em đi tìm chị Đào với anh để đưa về trên á, chứ không có chuyện gì đâu. Ví dụ ngày xưa có xảy ra chuyện gì nhưng mà hiện tại thì cô chú thì anh với chị thì cũng thành vợ chồng rồi đó, nên cô chú cũng rất là thương hai vợ chồng anh, cũng muốn rước về trên đó để có công ăn việc làm. Thì bây giờ anh nói việc làm của em á, thì em làm cho ta công việc của em thì chắc em có thể đi dạ em được, tại vì em sắp xếp công việc chừng 5-7 ngày nữa em mới làm lên chỉnh chơi sau. Còn phần vợ em chứ con em có thể theo bà mẹ gì chỉnh chơi trước. Mà con phải nói giờ anh cho em đi về chỉnh chơi vài bữa anh sắp xếp em lên. Dạ dạ. Để là mình giờ thống nhất vậy đi, thì anh cũng nói chị một vài lời á, nói chờ em cứ về trên trước đi, anh sắp xếp công việc rồi anh sẽ lên sau. Phải đi đó, nhưng mà có nghĩa là con Đào nó không chịu đi thì một hai bữa nữa sắp xếp rồi nó lên sau cũng được nữa. Thí dụ tôi nói bằng câu thí dụ thôi. Đó. Chứ không có gì cản trở nữa. Tôi nói đẹp. Bữa nay giờ này ta thể xe xe lên chỉnh cho là một chuyến luôn. Không phải là tôi thấy mà quên, tôi không có biết. Nói chung giờ có một điều rất là an tâm cho cô chú là mình đã gặp được con gái của mình, và con gái mình vẫn sống tốt và có một nơi gia đình cũng rất là tốt thương con gái mình. Lấy số điện thoại ra cho chính nó luôn vô. Dạ bây giờ thì quý cô chú anh chị chờ xem là liệu cô chú với chồng có thuyết phục được chị Đào về chơi anh. Quý cô chú anh chị, sau một thời gian đồng với cô chú thuyết phục thì chị Đào cũng như người chồng chị Đào và người con gái của hai anh chị thì đã đồng ý về mảnh đất Bình Dương để chờ. Ở nhà năm sau cuộc là chị Đào đấy ra chúc cô luôn hả? Ừ. Lần đầu tiên được chúc hả? Đúng rồi. Xe về vô cả. Nghe chắc là sướng lắm hả? Mừng. Mừng. Đó nó có chuyện đó. Nó thích thích. Hôm qua nó kêu nó con đó con. Lần đầu tiên cô được chị Đào ra chúc. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Giờ nhờ bà Út nè. Giờ mẹ chị Đào với bà Út quay nè. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị được chú phước lớn lắm. Chúc là Thiếm được nhìn được con tôi cũng mừng cho chú với Thiếm. Nhìn được con là cảm ơn chị nhiều. Chị giúp đỡ. Chứ không đâu có biết. Nó bữa nào là lên Bình Dương chơi chơi. Rồi. Bà xui đi với anh xui đi là chị đi nha. Lên chơi một bữa nha. Vậy là tới nữa. Dưỡng năm có đi là phải nói bà thì mất đi. Đi lên chơi cho biết. Không có trên Sài Gòn, cháu nội tôi muốn học trên Sài Gòn hai ba đứa rồi. Rồi ra đi đi. Rồi lên xe. Lên xe, lên xe. Chính ơi đi con. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi mình lên xe đi anh. Lên xe thôi. Giây phút tuyệt vời nhất quý cô chú chị đó là cô chú đã đón được người con gái thất lạc gần 9 năm trở về với mái ấm gia đình á. Thật sự thì nãy giờ thì thuyết phục rất là nhiều luôn. Tại chị cũng gắn bó đấy 9 năm rồi đó. Trời, ông nội đưa ra xe. Rồi lên xe. Con chào cô chú nha. Quá mừng. Chào chị nha. Con lên Ngọc Trong. Lên đâu với này lên đâu nè. Đây, lên Ngọc Trong. Về quý cô chú chị ạ. Hai vợ chồng lên Ngọc sao? Lên sao hết con? Lên. Dâu sao? Rồi. Sau 9 năm thất lạc hiện tại thì rồi. Chị đã trở về với gia đình này. Rất là vui luôn. Ở đây thì bà con hai phút. Trời ơi. Giờ giờ ở nhà thằng Dành họ Trong. Khóc nãy giờ luôn. Là con gái cháu, nữa. Ý là bà ngoại thì đã xa cháu mình 9 năm, bà nội chỉ xa 2 đến 3 ngày thôi, đúng không? Đừng có khóc coi. Rồi bài. Cái đi luôn. Ra chợ mua. Rồi ra quẩy coi quán cơm nào mẹ con mình tấp vô ăn. Người bà mà thương cháu như hơn thương con luôn ha. Với bà ngoại cho con gì khỏe nghe. Bye bye bà. Đầu không minh đây, cái đầu không minh đây, đầu không minh đây. Chị nha.
Dạ dạ. Rồi có ôm hôn thì ôm hôn đi cô. Con nó cứ rồi mà nói. Lại đây mẹ. Rồi lại đây mẹ. Rồi có ôm hôn gì ôm hôn đi. Nè mình sửa nè con. Có. Xe này xe tốt rồi. Bắt công luôn rồi. Thôi bà nội chứ không nỡ ơi, về. Cứ luyến tiếc hoài. Rồi. Nè, không biết là biết không ai mốt xuống nhà được phải chờ. Rồi. Dạ. Nè, đi nè. Ê, ở lại nậu nè. Lẹ đi. Tên. Ở nậu đi con. Ông bà vô đi luôn đi. Đi luôn không? Hả? Rồi nha cô, yên tâm đi ha. Nậu cho ngoại của mình bà có à. Dạ dạ. Thì gan nó có mình nên nói với thằng kia. Rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, mình ổn định chỗ ngồi hết chưa? Rồi, hai vợ chồng đợt sau đó rồng đái không? Mát chưa? Mát. Lên đây là mát hơn ở nhà đó, bé chắc thích hơn rồi đó. Máy lạnh mà. Sao không gặp? Giờ trễ là tới giờ rồi. Dạ, ok. Đi mấy tiếng lận. Đi mấy tiếng hồ. Yên tâm, yên tâm. Nó cũng giống giống. Rồi, chào cô nhá, con về nhá. Đúng là học về bún rử. Dạ. Tao rước công tao rước trưa công. Đâu có mua. Xe không sao. Đưa rước. Gia đình đã lên xe rồi. Xe thì rất là rộng rãi cho gia đình luôn. Cô thì hôm nay nãy giờ cười miết luôn á. chú được, thì nói là con gái mà sáng giờ mà không ăn cũng chắc giờ no luôn rồi. No rồi, no rồi đâu có. Dạ. No rồi mà con đói á. Con đói nhờ giờ coi có quán cơm nào tấp vô. Thôi thì bây giờ chắc đồng sẽ di chuyển hành trình để đưa hai vợ chồng của con ruột và người con rể về gia đình á, sau đó thì trò chuyện nhiều hơn quý cô chú chị. Đây tạm biệt những người thân trong gia đình này. Con chào tạm biệt cô chú nha, yên tâm nha. Đi kiếm. Đi bao nhiêu ông thầy rồi. Con được rồi, con nói giỡn á. Con mà đón được người nhà con cũng no rồi. Nói chung là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì đây là hình ảnh này đồng muốn ghi lại quý cô chú chị này, khoảnh khắc này. Rước chàng rể, rước con gái yêu dấu chị Đào, rước cháu cháu ngoại đó. Đây hai ông bà đang trên chiếc xe này. Bây giờ thì đồng với bác Tài với hai cô chú sẽ hướng về mảnh đất Bình Dương. Về đó thì đồng sẽ chia sẻ cuộc sống nhiều hơn. Quý cô chú anh chị, sau một hành trình rất là dài từ mảnh đất của tỉnh Đồng Tháp, hiện tại đồng và cô chú đã về tới nhà. Hiện tại thì đã 7 giờ tối rồi quý cô chú anh chị ạ. Quãng đường rất là xa luôn, cả người nhà cô chú và đồng thì rất là mệt. Vào luôn, mệt không? Hello con gái, mệt không? Bà chị Đào xây xe rồi. Đi vô nhà đi. Đấy. Hello anh. Sao có nhận ra chị gái nữa không? Đây hai mẹ con đã gặp nhau này. Đấy. Con gặp nhau, mẹ con gặp nhau. Nó lấy nước rồi ra cho lấy nước bán rồi. Bán cậu đây đầu trước đi mình ra hàng đây. Dạ dạ. Thì cô ơi có phát biểu gì không? Đây chú đây, chú hôm nay thì vui quá trời quá đất luôn. Đây này, hồi nãy thì chưa trò chuyện được anh nhiều, trò chuyện với người chồng xíu đi.
Tôi coi cái ghe chút. Chú không có gì bằng thầy giáo cứu con tôi về tới nhà. Thôi tôi cũng mang ơn thầy giáo suốt đời. Dạ. Cũng nhờ thầy giáo với bà chị cái đó là đưa con về tới nhà. Giờ cái gì bao nhiêu tiền tôi không mời mà giờ có con tôi về tới nhà rồi được mừng rồi. Dạ. Tại vì bạc không thành nhân đời, ngày mai cũng có, ngày mốt cũng có. Dạ. Còn con mất là không có kiếm được. Dạ. Nhà cô chú đây này rất là đẹp luôn. Nhà ông quản hả? Nhà ông quản không? Bây giờ vô nhà xíu đi. Ngồi nghỉ đi. Đâu đi. Đó, có học bài đó vậy đó. Đây hai bố con ngồi nghỉ đi, cho trò chuyện với người bố chiếu. Quý cô chú chị, giới thiệu với quý cô chú chị, đây là người chồng của chị Đào. Đã gắn với chị Bảo là mấy năm rồi nhá. Chị Đào xuống sống với anh mấy năm rồi? Gần 9 năm ạ. Khi mà nghe tin là ông bà bên vợ xuống á, thì ban đầu anh có sợ không? Sợ, lúc ban đầu cũng sợ chứ. Sao sợ? Sợ lại không biết ông bà xuống hồi ấy giờ không gặp á. Không biết có gì không, cũng sợ. Rồi khi mà gặp ông bà thì anh cảm xúc sao? Cũng vô mà cũng hơi mừng mà cũng hơi lo lắm. Nhưng mà khi mà được ông bà ngỏ lời là sẽ đón hai vợ chồng về đây thì anh có vui không? Dạ, cũng là vui anh. Dạ. Như đi 9 năm mình cũng như là có con mà không biết là dạ. Ông về ông quê với mà cha mẹ vợ mình ở đâu mình cũng không biết đó là một điều khó tiếp của một người đàn ông. Dạ. Là cha vợ với mẹ vợ là có kêu dài á, em cũng rất là vui. Dạ. Thì em thấy là trong quá trình em di chuyển thì ông bà cũng trò chuyện rất là nhiều. Nói là trước đây mặc dù là khi đó thì do là chưa biết anh á nên cũng có ngăn cản. Nhưng mà hiện tại thì khi mà gặp anh rồi thì thấy anh với gia đình bên anh á, thấy hai ông bà thì rất là thật thà chất phác á. Nên là ông bà mà khi mà xuống gia đình anh thì cũng rất là vui á. Khi mà thấy ba mẹ anh là cũng người hiền lành á. Rồi anh chị bị như vậy mà anh đã yêu thương chị suốt 9 năm nay. Nói chung là chị bị như vậy thì anh có biết không? Dạ. Đấy là chị bị về vấn đề mà thần kinh thì anh có biết không? Không, lúc đầu em không là không có biết. Tại vì sau này về quê rồi em mới biết. Khi biết thì anh có ý định là bỏ rơi chị không? Thì em nói giờ lỡ rồi biết sao giờ mà không bỏ, đâu bỏ được đâu. Lúc đó thương rồi, lúc đó cũng như là thương rồi. Dạ. Giờ cũng phải chịu thôi chứ biết em dạ. Không biết được sao. Rồi giờ anh có anh có dự tính gì về tương lai cho hai vợ chồng không? Là mình sẽ ở dưới quê hay là mình sẽ lên đây để làm? Đó là trước tiên bây giờ là em là lên đây là chơi cho biết gia đình dòng họ bên vợ với cha mẹ vợ rồi già quá em thu em gì với dạ. Làm gia chồng em dưới em không biết việc với sau này qua tết rồi gò mồi với em mới sắp xếp mới lên đây được. Nghĩa là anh vẫn làm công việc ở dưới đó ha. Dạ. Dạ, rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Hôm nay thì rất là vui đúng không anh? Đã đưa được vợ về với gia đình. Đây. Đây là ngôi nhà của cô chú này. Thì đồng một lần nữa thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nhờ sự yêu thương cũng như chia sẻ video á, thì cũng mới giúp được cô chú tìm lại được người con của mình thất lạc suốt 9 năm nay. Chắc đến đây thì cũng muộn rồi quý cô chú chị ạ. Thì đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây để về nghỉ ngơi á. Một lần nữa chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì đồng cũng rất là vui khi mà thực hiện được tìm được con cho cô chú thất lạc gần 9 năm. Hiện tại đã được về ngôi nhà rồi. Cũng rất là vui luôn. Đây bên này là một người con gái của chị Đào này. Con gái hiện tại 13 tuổi rồi. Đấy, hai cha con đang ở nhà cô chú. Hội đồng tạm biệt quý cô chú chị nhé. Tạm biệt con gái nha. Bye bye.